Như các bạn có thể thấy, hàng ngày tôi thường tiếp xúc với rất nhiều các chị em phụ nữ đi làm đẹp, và trong đó cũng có rất nhiều các bạn mà đang gặp những vấn đề về tâm lý. Và khi đó các bạn đi lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ là một điều sai lầm, tại vì lúc đó cả về mặt thể trạng, cả về mặt tâm lý của các bạn đều không tốt. Và những ca phẫu thuật như vậy thì cái khả năng thất bại rất cao, và đa phần là các bạn sẽ không bao giờ có thể hài lòng đối với kết quả sau phẫu thuật. Do đó tôi tư vấn chân tình với các bạn, khi các bạn đang gặp những stress, những biến cố trong cuộc sống thì các bạn hãy giải quyết nó, chứ không thể tìm tới bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để phẫu thuật thẩm mỹ nhằm vượt qua những cái biến cố hoặc những cái stress cho mình. Tại vì như vậy đây là một sai lầm mà các bạn sẽ mắc phải. Và nếu như một bác sĩ phẫu thuật mà không tỉnh táo nhìn ra được những cái biểu hiện này thì sau này cả hai bên luôn luôn có những phản ứng nó không phù hợp, mà cả các bạn cũng không hài lòng và cả các bác sĩ cũng sẽ rất mệt mỏi. Ở đây chúng tôi luôn luôn hướng tới những cái giá trị tốt nhất cho các bạn, và cùng với các bạn phòng tránh những rủi ro về mặt chuyên môn, những rủi ro về mặt tâm lý, và dự phòng và cũng như tránh luôn những cái sự không hài lòng sau phẫu thuật của các bạn. Có như vậy thì các bạn mới có thể yên tâm giao chiếc mũi cho chúng tôi ở trong một cái trạng thái sức khỏe, trạng thái tinh thần tốt nhất, và chúng tôi cũng đáp ứng được cái nguyện vọng của các bạn một cách chuyên nghiệp nhất mà không gặp phải những vấn đề không may xảy ra. Hy vọng các bạn sẽ hiểu câu chuyện của chúng tôi. Ý là bạn định để coi sao cái buổi này. Bây giờ sẽ làm ngược lại với cái mũi này. Cái mũi này trên này người ta làm cao quá, cái này người ta làm thấp quá. Bây giờ làm ngược lại, để cái này mình cho nó thấp xuống, nên mình kéo cao lên. Cái chỗ này bị cao à? Đúng rồi. Sao em vẫn thấy nó thấp ta? Dạ không, nếu mà đòi làm cao hơn thì tôi không ngại. Thứ nhất nó không an toàn. Em thấy có bữa nay tự nhiên cái này nó cãi ngang cái gốc này nè, bữa không thấy, bữa nay thấy nè. Bác biết sao không? Vậy là cái kia cái mũi của em nó bự, thì em lại đi làm cũng 3 năm rồi thì người ta lại cắt cắn đó, mà khi cái lỗ mũi đó nó to vậy nè, nó bị hốt. Nhưng mà khi bác ở trên kia làm thì cái mũi nó kính rồi, nó kính, nó cũng đẹp lắm, thời gian nó đẹp, mà bây giờ tự nhiên thấy nó ấy lại. Có thể là cái mặt của em thì nó hơi bự, mà làm cái mũi nó hơi bị nhỏ, cái mũi bự là nó hợp với khuôn mặt. Và khi làm xong mũi nó nhỏ hơn cái mặt, mình nhìn nó tiếu tiếu. Thì bác có cách nào tư vấn làm sao cái mũi em nó có thể bự ra được một chút không? Cái đấy phải ghép mô rồi thôi, ghép sụn tai à. Phải ghép những cái bên ngoài. Nguyên tắc rằng làm bự ra là phải đưa chất liệu vào ra, nhưng mà mình không ghép được quá nhiều. Làm cái nuôi dưỡng của nó chỉ có vừa phải thôi. Giờ đó bây giờ với cái mũi này thì đây là cái mũi này. Bác nhìn cho em ở trên này họ được sùng thiệt của lỗ tai hay là có sùng giả. Bác nhìn cho em nè. Nhìn không bao giờ biết được. Sùng tai người ta chỉ làm là sùng tai chỉ có duy nhất chuyện này. Đó là thôi. Chắc người ta bỏ sùng giả vô. Đúng rồi. Em chút đứng lên đó. Do mình cái chỗ này nó cao, chỗ này thấp cho nên cái mũi nó ngang ngang đúng không? Đúng rồi, ở đây mình sẽ không cho nó ngang nữa. Bố thầy nói chỗ này cao, bố không cao. Ngang. Cao. Mình sẽ ghép cao nhưng mà cái đường này nó không có cao. Mình sẽ ghép sụn ở những vị trí này, cái đường mũi này. Người bác làm bằng cái gì? Xương sụn hay là tai nó ít sụn lắm. Tại vì cái lỗ tai nó có tật á, với lại nó sụn. Cái mũi này thì chỉ nên chọn sụn sườn là ưu tiên một, không có sụn sườn thì mới phải dùng những sụn tai. Thì mũi này nếu mà dùng sụn tai không thì chúng ta không nên làm. Thì chúng ta sẽ không đủ để cho mình thay đổi những kỳ vọng được. Tại vì biết sao bác, cái sức khỏe của em yếu lắm, yếu lắm. Bây giờ hôm bữa làm cái mũi xong dậy
nó đi nó chóng mặt, nó muốn té, mà nhìn nó ghê lắm. Nay 3 năm rồi mà giờ thấy cũng còn yếu nên nó cũng thấy sợ. Mà khi mình làm sườn thì mình mổ xẻ thêm nữa, nên sức khỏe nó... Bây giờ hiện tại ngồi dậy cái nhiều... Hồi trước là mới thấy đẹp nha, mà giờ này thật tự nhớ trên đây nó sưng ghê, mà dưới đây nó gãy ghê đó. Vẫn thấy lâu lâu ngồi dậy nó... Thấy mắt. Nó nhức đầu, nó sợ. Như khúc này nó gãy gãy đó mắt. Tại vì cái mũi này nó không có vấn đề gì đặc biệt hết. Dạ. Nếu mà chị làm lại mà chỉ dùng sườn tai thì tôi khuyên là không nên làm. Dạ. Bởi vì kết quả nó cũng chỉ như vậy. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình lấy sườn sườn thì do tôi có cái vật liệu mình sẽ dựng lại đây thì cái mũi nó sẽ chắc chắn hơn cái vùng này. Dạ. Và cái phần này nó sẽ thấp hơn, nó không bị hết sạch cái phần gãy đây. Dạ. Đó, còn thực ra cái việc lấy sườn nó không liên quan đến cái việc yếu hay khỏe, mình chỉ lấy một đoạn rồi chị bạn thì đã làm rồi. Dạ. Là rõ nhất cái việc lấy sườn mình có phải cắt chỉ cái vùng lấy sườn không mình sẽ. Dạ. Bà thấy chỗ này cao không? Hay là nếu mà cái chỗ này để dạy thì bác cho cái mũi này cao lên nữa nó có hài hòa không? Nhìn cái chỗ này nó thấp xuống sẽ là đẹp. Cái độ chun giãn của cái đầu mũi này nó không có. Yeah. Bây giờ mình vẫn không thể kéo lên trên. Mình yeah. kéo cao quá là mình hỏng cái đầu mũi luôn. Yeah. Nó không chun giãn mình nhớ đâu chị. Yeah. Thì làm đẹp một phần nó phải an toàn lâu dài. Chứ không phải 1-2 năm sau. Nó không được quá cao. Chị càng làm càng cao thì da nó càng giãn ra. Dạ. Da nó càng giãn ra thì cái khả năng bị biến chứng nó càng lớn. Dạ. Nó giống như mình mặc cái áo một chật quá. Vâng. Là không được cao quá. Do cái mặt quen nó bự nè, nghe muốn cái mũi nó cao lên chút. Vấn đề là cái mô mũi của chị nó không có, người ta bây giờ mình có 1m² vải sao may cả một cái đầm lớn. Vâng. Nó nằm ở cái mô da chứ không phải nằm ở cái thật. Còn nếu bác nói mà ấy thêm cái này là bằng gì? Thì có thể lấy sụn sườn để ghép lại, trong quá trình dùng luôn những cái sụn sườn để ghép nó vào, không vấn đề gì hết. Dạ. Yeah. Tư vấn giúp kỹ tại vì sức khỏe yếu quá cho nên muốn bác nói để cho em kỹ luôn em làm. Tại vì bạn có làm qua ở đây rồi. Vâng. Yeah. Thì cái cách là bây giờ trên này mình sẽ không có dùng sống mũi silicone nữa của chị. Theo tôi tiên đoán là sống mũi silicone thì lúc đầu nó đẹp lắm, sau này nó hình thành cái bao sơ, nó làm nó dày cái phần này lên. Yeah. Đó. Thì và thứ hai nó hơi lắc một chút. Yeah. Thì bây giờ trên này mình chỉ không thay, mình không dùng sống mũi bằng silicone nữa, mình dùng bằng silicone. Yeah. Còn toàn bộ cái đầu mũi ở cái khu vực này mình tạo hình một sườn sườn hết. Thì nó mới lên được. Yeah. Vậy là khi mình làm sườn là bác cho cái này nó to chút. Yeah. Cái chỗ này nó cao chút, ở trên này bác hạ xuống một chút. Nhìn mũi nó hài hòa hơn. Yeah. Nhìn cái này như giống như kiểu là có gì nó vừa đốt ở góc này, nó hơi sưng 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 một chút. Yeah. Mũi em chỗ này nó hơi thấp thì có thể là bác nó lên nó cao hơn, nhìn thấy hẳn đúng không? Hay là chỉ một xíu, tại vì em muốn cao hơn rất nhiều so với cái mũi này. Vậy thì cho tôi từ chối, tại vì khả năng mô da của chị không bao giờ đáp ứng. Nó bị mỏng chỗ này đúng không bác? Đúng rồi. Yeah. Nó mỏng nó muốn lời luôn. Chính xác. Yeah. Ít ra quá mình không làm đâu. Yeah. Thì chị không nên làm, vừa thứ nhất là cái mũi này, cái mô da nó không có đảm bảo. Yeah. Hai là tình trạng sức khỏe của chị cũng không tốt. Yeah. Thì đồng ý là có thể đẹp hơn được nếu mà hai cái yếu tố kia nó thuận lợi. Yeah. Nhưng mà nhớ nó không thuận thì sao? Yeah. Ngồi vậy như cái nó hay sợ, nó hay chóng mặt. Thôi. Vậy là người nó hay đau người á. Mọi nên cũng thấy sợ, thật sự cũng thấy sợ, thực phải yếu lắm. Yeah. Yeah. Thì tôi thấy cái vấn đề nó nặng hơn chứ không phải cái mũi. Nếu mà ổn định là mình vẫn làm được. Khi tâm lý của chị ổn định thì từ đấy dẫn đến sức khỏe nó ổn định. Vâng. Khi tâm lý ổn định, sức khỏe ổn định thì cái mong muốn của chị nó sẽ ổn định. Vâng. Lúc đó mình mới làm. Yeah. Chị hiểu không? Yeah. Chứ hôm nay chính chị còn đang không biết chị mong muốn như nào, do chị đang stress ở vấn đề khác. Vâng. Chị đang muốn đi tìm gọi là làm đau hay mình hay làm mới mình hay cái gì đấy. Nhưng ngày mai khi tâm lý chị ổn định rồi, cái suy nghĩ của chị nó lại khác. Vâng. Lúc đó chị lại không hài lòng với cái mong muốn hiện nay. Tức là chị sẽ luôn luôn mâu thuẫn. Dạ. Yeah. Xin lỗi tại vì tôi chia sẻ rất chân tình, tôi có tất cả mọi người giống như người nhà vậy. Ở đây chúng tôi mở phòng khám nhưng mà chúng tôi không làm thương mại một cách quá đáng. Vâng. Những gì cần làm, những gì tôi nhìn thấy thì tôi phải chia sẻ hết cho các chị. Dạ. Yeah.
Thật sự là cái này nó cho phụ nữ ai cũng muốn đẹp chứ mà trước em đi làm đẹp nó không đúng chỗ, làm cái buồn mà đi vô mà đánh đổi mình lại, nhưng mà nó không như ý, không như ý. Nên cái mũi của em cái tay nó không biết nổi nhỏ vậy đó, mũi em đẹp lắm, nó cũng to nhưng cái này nó hơi thấp mà. Thì khi em mới kêu bác là tại mũi em cho nó nhỏ chút là nó bự quá, thì bác mới cắt hai cái mũi xong nó bị nhỏ. Cái gì chị vừa trải qua chuyện gì? Đây là câu chuyện gia đình. À, chuyện, dạ. Chuyện gia đình đấy đúng không? Dạ. Yeah, tại vì tôi nhìn thấy tất cả những chuyện đó. Vâng. Bây giờ thôi. Như vậy chị nha. Rồi làm. Để cảm ơn bác đi. Cái gì em cũng có khi thấy thoải mái thì mình tươi vui, mình mới thì mình lên mình làm đẹp cái gì. Nói chung mình làm đẹp thì mình phải có tâm hồn thoải mái nữa, bác nói đúng. Dạ. Yeah. Khi mình muốn mình đẹp thì mình phải tâm hồn thoải mái. Dạ, yeah. Yeah. Okay. Cảm ơn bác. Yeah. Yeah.